Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Trong clip ngày nay bên mình giới thiệu anh em dòng Omni 506, dòng Omni 4 kênh có hai đường khuếch đại riêng biệt, đánh cho 4 loa, có nghĩa là mỗi kênh đánh cho 2 loa anh em nhé. Và đây sẽ có 3 năng, anh em mình có thể chỉnh được từng loa một. Komi và dòng này dòng 8 sò các bác nhé, dòng 8 sò. Đây là phiên bản này, là anh em mình thấy là Hàn Quốc nhưng không có các bác nhá. Đây Omni này sẽ là Omni được sản xuất tại Trung Quốc. Chữ Komi này cũng là chìm luôn này, nghe là được sơn chìm luôn, không phải giấy dán nhá. Nhà thấy này sơn chìm luôn ở đây. Hàng chất lượng để anh em mình có thể chơi. Và đây là phiên bản này, là phiên bản bên mình là hàng mới 100% mà bị tồn kho thôi. Bị tồn kho nghĩa là con này chưa bán cho nhà bác nào cả. Nó còn tồn kho ở đây, còn mấy con thì mình bán giá giảm để anh em nào có thể chơi được sản phẩm này. Thông thường con này bên mình đang chào bán là 3 triệu bốt, nhưng trong clip ngày nay những con tồn này mình giảm xuống còn 2 triệu 9 để các bác nào mua về dùng ngày Tết này, đánh được cho 4 cái loa 2 năm, dạng như BMB 1 bát 2 tép hoặc 1 bát 4 tép các bác nhá, đánh bát 2 năm thôi, 2 năm thôi. Chỉ còn có vài cái thôi các bác nhé. Bác nào có nhu cầu mua thì nhanh tay. Những dòng Omni này các bác mua thì cọc cho bên em 100.000. Về cách dùng thì khá đơn giản. Các bác cứ gạt cái nút này này sang bên phải nhé. Đỡ phải các bác là bên phải này. Không cần nói gì nha, gạt bên phải. Và cái bên này, cái bên mic thì bác đặt ở bên trái là bác dùng. Và tín hiệu các bác cắm từ điện thoại hay Omni, từ âm TV thì cắm vào đường 1-2 ở đây. Input 1-2 nhé. 1-2. Đây là phiên bản mới 100% nhưng do để nhiều quá tồn kho. Mic ở đây, anh em thì chỉnh cắm được 2 mic và chỉnh echo ở đây. Một trong những phiên bản cho chất lượng tiếng rất là hay trong cái tầm tiền này. Chỉ có 2 triệu 9 thôi anh em nhé, 2 triệu 9. Anh em đang quan tâm điện cho bên mình qua số máy 0904612323 và chào anh em.